Xin chào các em. Hôm nay chúng ta cùng học nhận biết cây ô liu nhé. Đây là cây ô liu. Cây ô liu. Cây ô liu có tán rộng, lá thuôn dài và nhỏ, đầu lá nhọn. Cây ô liu. Đây là quả ô liu. Quả ô liu nhỏ bằng đầu ngón tay. Đây là quả ô liu. Lúc chín, quả ô liu chuyển sang màu đỏ tía. Quả ô liu. Đây là những quả ô liu sau khi đã được thu hái. Quả ô liu là quả có chứa nhiều chất dầu. Dầu ô liu có chứa rất nhiều dưỡng chất, rất tốt cho sức khỏe của chúng ta. Đây là hình ảnh chế biến dầu ép từ quả ô liu. Quả ô liu sẽ được rửa sạch. Và ép thành dầu. Sau khi xử lý sẽ được đóng chai. Đây là chai dầu ô liu. Dầu ô liu. Dầu ô liu được dùng để nấu ăn. Dầu ô liu được dùng để trộn salad. Quả ô liu sẽ được ngâm muối để ăn cùng với thức ăn. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Xin mời các bé nhấn nút subscribe để đăng ký kênh và theo dõi nhiều video mới thú vị trên kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các em.